để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam và cũng để giúp cộng đồng người Việt chúng ta có phương tiện truyền bá tin tức một cách hữu hiệu, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Việt ngữ đầu tiên tại Nashville trên đài 19 Cable Comcast. Xin quý vị nhớ đón xem. Ladies and gentlemen, with the hope of keeping our Vietnamese culture alive to pass on to our young generation, this program is intended to distribute information to teach the Vietnamese language, customs, culture, and to pay tribute to our motherland with songs, traditional dances, and the art of traditional Viet cuisine. We now present to you a program which we feel will contribute to the cultural richness of our new country, the United States. We hope you enjoy the program. You're watching Mecat's channel from Nashville, Tennessee. You are watching Mecat channel from Mountain Brook, Alabama. Vous avez regardé la 19e chaîne. You are watching channel 19 in Luxembourg. Vous regardez channel 19 au Luxembourg. You're watching channel 19 from Amsterdam. Je ben nu aan het kijken naar zender 19 vanuit Amsterdam. You are watching channel 19 from Savannakhet, Lao, Vidya. Nghe sơ nó bằng Việt Nam xong xong 19 Dạ, khai thọ tạc Savannakhet, Bà Thiệt, Lao. Hey y'all, you're watching Mecat channel from Birmingham, Alabama. The next morning, we make our journey by travel underground in central Paris by metro. It's the cheapest and fastest way because of their 100 stations. Our desire for this new day is to experiment the Paris train network that we do not have in Nashville, Tennessee. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình bằng cách đi xe điện ngầm ở trung tâm thành phố Ba Lê. Đây là một cách di chuyển tiện lợi, nhanh và rẻ nhất. Vì có hàng trăm trạm xe đầy rẫy trong thành phố. Đây cũng là lối di chuyển thú vị và nhất là chúng tôi có được kinh nghiệm biết thêm về lối di chuyển mà hầu hết người dân Pháp đều dùng. Phương tiện này lại không có ở tiểu bang Tennessee. The metro exit in central town. We check our map preferences of street names and sightseeing areas. We begin strolling streets by streets, passing many stores which were still closed. Nhìn bản đồ để xem tên đường, những thắng cảnh muốn viếng thăm và cuối cùng chúng tôi bước ra khi xe lửa ngừng lại ở ngay trung tâm thành phố. Thả bộ đi dạo từ đường này sang đường khác, qua không biết bao nhiêu gian hàng bán đủ mọi thứ, nhưng cửa tiệm vẫn đóng im lìm. Time passed and we arrived at an imposing facade of a busy Paris Gare du Nord train station. The harmonious classical facade is decorated with several sculptures and figures. Cứ thế mà đi, cho đến khi một mặt tiền vĩ đại của trạm xe lửa Paris Gare du Nord hiện ra trước mắt của chúng tôi. Với lối kiến trúc hài hòa cổ điển, được trưng bày những tác phẩm điêu khắc ở trên mặt tường, lôi cuốn khách bộ hành qua lại. Nhất là những người du khách như chúng tôi phải dừng lại ngắm nghía mà quên mất cảnh bận rộn buôn bán chung quanh trạm xe lửa. We continue our walk through the heart of Paris, cut through the neighborhood and discover the fascination of the leisure of walking. You do not know what you will encounter. Today we saw dancing for entertainment.
chúng tôi tiếp tục lững thững đi qua trung tâm của thành phố Ba Lê, xuyên qua những khu phố và chợt cảm thấy một niềm vui nhẹ nhẹ, cảm giác lâng lâng khi nhìn những ngoại cảnh khác biệt ở phương trời Âu. Cái thích thú nhất là không biết chuyện gì sẽ chờ đón chúng tôi trong đoạn đường sắp đến. Hôm nay thấy hai chú bé, kẻ trước người sau, biểu diễn những bước đi quay cuồng đảo lộn ở ngay vỉa hè đường phố, không cần khán giả mà cũng chả cần ai ngưỡng mộ. We finally reach our first destination. The place is Saint Michel of Latin Quarter, located in the intersection of Boulevard Saint Michel and Saint Andres des Arts. Here in 1968, it was the site of a student uprising. This place also displays the famous Fontaine Saint Michel, built in 1850 to 1860 to hide the end wall of the building. Cuối cùng chúng tôi đã đến địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn đến, Saint Michel Latin Quarter, ở ngay góc đường của đại lộ Saint Michel và Saint André des Arts. Đây là nơi mà sinh viên học sinh đã nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản trong năm 1968. Nơi này cũng là nơi trưng bày hồ nổi tiếng Fountain Saint Michel, được kiến trúc vào năm 1850-1860 để che giấu bức tường cuối của tòa nhà. Cross the boulevard to Saint Michel to get closer to the centerpiece. It's a pretty large wall fountain decorated with Saint Michel stepping on the back of the devil laying on top of a massive rock. The water spilled out from under the rock to the curved basin. Tôi đi sang bên đại lộ Saint Michel để nhìn thấy trung tâm của hồ. Đây là một cái đài khá lớn, được trang hoàng với tượng thánh Michel dẫn trên lưng con quỷ nằm trên hòn đá lớn. Nước đổ ra dưới đá đến lưu vực đường cong. Playing the demons of Satan out of heaven down to hell. Kind of an interesting cocktail party trivia. When they put this in the 1860s, they're originally going to put Napoleon up there. But at the time, you know, they weren't sure what to think of Napoleon. Was he a good ruler who established roads and sewers for Paris? Or was he a bloodthirsty tyrant, you know, who got a lot of people killed and spent a lot of the country's money? They weren't sure, so they went with something a little more neutral, black and white, you know, good versus evil, and everybody was happy after that. Also, you see these dragons on the side. Dragon-looking beast. Those have nothing to do with Napoleon or Satan. Those are actually in memory of all the French soldiers that have died in battle. So now you know. Two winged dragons spit out the water to the same basin on both sides of the bronze statue. Thank you.
mồm của hai con rồng. Nước tuôn ra đến khu vực ở hai bên bức tượng đồng. We left the place of Saint Michel wandering through the beautiful boutiques, fashionable clothing stores, enjoying the buzzing of the crowd. Chúng tôi rời hồ Michel lững thững đi qua những cửa hàng đẹp đẽ, y phục thời trang và ngắm nhìn bộ hành đông đảo. Cà phê bên đường là điểm đặc biệt trong đời sống hàng ngày của người dân Pháp. Đó là nơi để họ tán gẫu hàng ngày, ăn uống, đọc báo hay để nhìn bộ hành đi qua lượn lại. Cũng hơi mệt, chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống, thử tìm cảm giác của mình ra sao khi ngồi quán cà phê vỉa hè như người dân Pháp. Sidewalk Cafe is France's social life. A place to mingle, drink, read a newspaper, or watch the world go by. By now we're getting tired, so we choose a table and enjoy an everyday experience of the Parisians. A trip to Paris is not complete without a visit to the Eiffel Tower, and here we are at the Palais de Chaillot, which has two colossal curved wings adorned with gilded bronze statues along the facade. Nếu đã đến Paris mà không viếng thăm tháp Eiffel thì không thể nói là chuyến du lịch đã hoàn tất. Chúng ta hãy dừng chân ở Palais de Chaillot với hai cánh tường cong khổng lồ bao bọc chung quanh hàng tượng mạ vàng chạy dài ở mặt tiền tòa nhà, phô trương một nghệ thuật tuyệt vời của tiền nhân đã để lại cho hậu thế. Cũng ở nơi này chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng lóng lánh của tháp Eiffel đêm hôm qua, song song với những nòng súng ở đài phun nước trong vườn Trocadéro bắn thẳng lên về phía tháp Eiffel, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy mà không bút mực nào tả nổi. From this place the night before, we had a magnificent view of the Eiffel Tower's light show. This Trocadero garden and fountains with water cannons fire toward the Eiffel Tower. We'll be right back.
Bây giờ dưới ánh mặt trời trong sáng, chúng ta có thể thấy rõ hơn tượng đồng lớn ở trong vườn. Tất cả được xây dựng lên cho cuộc triển lãm thế giới vào năm 1889. Phải sắp hàng một thời gian khá lâu, chúng tôi mới lấy được vé. After a long wait in the line for tickets, we finally reached the elevator of the famous iron structure, where approximately 4 million people come here to visit each year. Tôi đã vào thang máy của cái tháp cấu trúc bằng sắt nổi tiếng trên thế giới, nơi mà đã lôi cuốn được độ 4 triệu người đến thăm hàng năm. We rode the cage elevator to the first level at 187 feet. The long line of people waiting on the ground gets smaller and smaller. Chúng tôi lên đến tầng thứ nhất cao 187 feet, nhìn xuống thấy đoàn người ở dưới từ từ bé dần. Panoramic views of Paris and suburbs appear under our eyes. Ra khỏi thang máy, trong tầm mắt chúng tôi, thành phố Ba Lê và tất cả vùng ngoại ô đã hiện ra bao bọc chung quanh. We get to the second level observatory decks at 367 feet and admire another angle view of the city below. We can recognize most of the landmarks with our map in our hand, but now those historic buildings are just a fading memory, except for the view of the Arc de Triomphe. Lên đến tầng thứ hai, đến đài quan sát cao 367 feet để cảm thấy ngưỡng mộ hơn khi hướng nhìn một góc cạnh khác của thành phố bên dưới. Với bản địa đồ trong tay, chúng tôi có thể nhận ra hầu hết các địa điểm đặc biệt ở dưới. Bây giờ, các tòa nhà lịch sử đó chỉ là những ghi nhớ đã tàn phai, ngoại trừ cổng tưởng niệm Arc de Triomphe. Thank you.
We take the elevator to the summit on the third level. This level is fenced all around, and you can see the city below as far as your eyes can see. Khi lên đến tận đỉnh tầng 3, thì tất cả tầng lầu đều được bao quanh bằng hàng rào. Nhưng dù thế, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy thành phố ở dưới với tầm mắt của chúng ta, không cần biết xa đến đâu đi nữa. We cannot believe this marvel of an iron structure with its complex crosswork pattern of 1,063 feet tall, the world's tallest building in the 19th century, and it has 10,100 tons in weight and 2.5 million rivets holding it together. Its layout is at our feet now. In this modern era of television and computer and the internet, we have shown most any place on this planet, but there is no substitute for actually having this kind of feeling by taking the journey yourself. Sự cấu trúc của tháp sắt kỳ diệu này với mẫu mô hình phức tạp, chiều cao 1063 feet là một tòa nhà cao nhất trong thế kỷ 19, nặng 10.100 tấn, được đóng giữ lại bằng 2.500.000 tấm, đang nằm phơi bày, sắp xếp dưới chân chúng tôi. Trong kỷ nguyên hiện tại này, truyền hình, máy tính, vi tính có thể cho chúng ta ngồi nhà vẫn được nhìn thấy hầu hết mọi nơi trên thế giới. Nhưng nếu muốn tìm cảm giác thật sự đó, chỉ bằng cách duy nhất là tự mình tham gia vào cuộc hành trình mà thôi. We pay the last visit to the wax of the Mr. Gustave Eiffel, the designer of one of the most beloved structured symbols of France. Ghé thăm bức tượng bằng sáp của ông Gustave Eiffel, người đã thiết kế ra một trong những cấu trúc biểu tượng cho nước Pháp và là một trong những kỳ quan của thế giới. Sau khi ngắm nhìn tất cả thành phố ở mọi khía cạnh, ở những mức độ khác nhau của tháp Eiffel, quay lưng bước vào thang máy, tất cả những hình ảnh hiện hữu trước mắt chúng tôi mờ dần trong xa vắng. Our final destination of the day is the Arc de Triomphe. This was built in 1806 to honor the people who fought in the French Revolution and the Napoleon Wars. Arc de Triomphe là địa điểm chúng tôi viếng thăm cuối cùng của ngày hôm nay, được xây dựng vào năm 1806 để kỷ niệm cuộc thắng trận của đại đế Napoleon và cũng để tưởng niệm cho tất cả những người đã nằm xuống cho cuộc đấu tranh cách mạng Pháp. On both sides of the arc, two marvelous reliefs carved out its outer walls. Hai bức tượng lớn được khắc vào hai cánh cổng vĩ đại. I'm joining my wife by swapping war stories with French veterans because I was a pilot myself in the Vietnam War. Nhìn thấy những cựu chiến binh bàn tán xôn xao với vợ tôi về chuyện chiến tranh, cảm thấy hứng thú, tôi cũng tham dự vào vì bản thân tôi cũng là một cựu phi công miền Nam trong thời chiến tranh Việt Nam. We left the standing monument with its 164 feet high for shopping to finish our pleasurable day. Ngày sắp tàn, chúng tôi rời thắng cảnh lịch sử vĩ đại với chiều cao 164 feet đó
để mua sắm và kết thúc một ngày vui chơi trong xứ lạ quê người. NECAT's three television channels, Music City Arts, our arts channel, IQTV, our educational channel, and Access Nashville, our community access channel, are broadcast on television via Comcast channels 9, 10, and 19 in Davidson County, via AT&T UVerse channel 99 in 19 Middle Tennessee counties, and live stream anywhere in the world via www.necatnetwork.org. Roughly 400,000 Tennesseans have television access to our channels. Thank you for watching NECAT's channel in Nashville, Tennessee. Merci de regarder la 19e chaîne. Thank you for watching Channel 19. Tack för att du tittar på kanal 19. Thank you for watching Channel 19. Tack för att du ser på kanal 19. Thank you for watching NECAT channel from Mountain Brook, Alabama.